Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ chìm tàu cá là một người tử vong, hai người mất tích. Tại vùng biển Quảng Ngãi, hiện các đơn vị tham gia tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, nhưng chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân. Các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, tàu vận tải cùng các tàu cá của ngư dân đã tiếp cận khu vực xảy ra vụ đâm va giữa tàu cá QNG 11126 TS với tàu cá Trung Thắng 568, làm chín ngư dân đi trên tàu QNG 11126 TS thương vong và mất tích. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện phần cabin, ngư lưới cụ và một số vật dụng của tàu cá QNG 11126TS đang trôi dạt. Các thợ lặn được huy động tìm kiếm đã tiếp cận cabin tàu. Cho biết phần thân và máy của tàu cá QNG 11126TS đã bị chìm. Riêng phần cabin đã rơi ra khỏi thân tàu và trôi trên mặt nước. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy hai ngư dân là Nguyễn Thành 55 tuổi và Phan Văn Thành, 36 tuổi, cùng trú ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Chiều 23 tháng 2, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ đã thăm hỏi động viên các ngư dân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cũng như người nhà ngư dân tử vong và người nhà hai ngư dân đang mất tích. Trước đó, 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, trong lúc đang trở về, tàu cá ông Đảm xảy ra va chạm với tàu hàng Trung Thắng 568 tỉnh Nam Định do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức sinh năm 1974 trú huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định điều khiển theo hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Tĩnh đi qua vùng biển Quảng Ngãi. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ 9 ngư dân rơi xuống biển. Phát hiện vụ việc, các tàu cá ngư dân địa phương đã ứng cứu vớt được 7 ngư dân đưa vào bờ cấp cứu. Hai ngư dân còn lại gồm ông Phan Văn Thành, và ông Nguyễn Thành, cùng trú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, mất tích. Do vết thương quá nặng, một trong số 7 ngư dân được cứu vớt đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi triển khai lực lượng điều động một tàu biên phòng mang số hiệu BP091201 ra hiện trường ứng cứu, tìm kiếm các ngư dân mất tích, đồng thời điều xe cứu thương chuyên dụng ứng cứu các ngư dân bị nạn. Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều lực lượng đang tích cực tìm kiếm hai người dân còn mất tích. Các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa cứu nạn thành công 7 người dân trên tàu cá WNG 50730TS của tỉnh Quảng Ngãi bị chìm khi đang khai thác hải sản trên biển ở khu vực cách cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, khoảng 4-5 hải lý. Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đóng tại huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam nhận được thông báo của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 về việc tàu cá QNG 50730TS do ông Nguyễn Văn Trí ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị chìm do gặp sóng to gió lớn, khu vực tàu cá bị chìm cách cảng Kỳ Hà tỉnh Quảng Nam khoảng 4 đến 5 hải lý. Bảy thuyền viên trên tàu bị chìm bám vào vật trôi nổi trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều 2 xuồng cao tốc ra khu vực tàu bị chìm tìm kiếm 7 ngư dân trôi dạt trên biển. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn của Vùng Cảnh sát biển 2 đã tìm thấy 7 ngư dân bị nạn, đưa lên xuồng cao tốc và sơ cứu. Tình hình sức khỏe của 7 ngư dân ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền xã Bình Hải đã đưa nạn nhân về nhà và tặng quà các ngư dân bị nạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 23 tháng 2, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Ở vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 23 tháng 2, ở vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Dự báo ngày và đêm ngày 24 tháng 2 do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m biển động. Chiều và đêm 24 tháng 2, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m biển động. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác. Tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Duy trì thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng, đồng thời khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên những phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra vụ phóng hỏa tại quán bia trên đường giải phóng địa bàn phường Hoàng Liệt. Theo thông tin ban đầu, trước đó chiều 22 tháng 2, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc một người đàn ông bị đổ xăng đốt khi đang ngồi uống bia tại quán bia Thảo Đen số 1381 đường giải phóng thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, tổ công tác công an phường Hoàng Liệt đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Hát, sinh năm 1969, trú quận Hoàng Mai. Quá trình xác minh điều tra, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoang, hành nghề lái xe ôm đã đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoang khai nhận nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với ông Hát. Trước thời điểm xảy ra sự việc khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, khi đang chạy xe ôm ở khu vực bến xe nước ngầm, Hoàng phát hiện vợ mình và ông Hát đi từ hướng nhà nghỉ ra. Hoàng đã gọi cho ông Hát đứng lại nói chuyện nhưng ông Hát vẫn rời đi. Sau đó biết ông Hát thường đi uống bia cùng bạn tại quán bia trên đường giải phóng phường Hoàng Liệt. Hoàng đã đi mua xăng đựng vào chai nhựa. Gần 16 giờ chiều cùng ngày, phát hiện ông Hát đang ngồi uống bia với bạn. Hoàng đã xông tới đổ xăng lên người ông Hát rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoang về nhà kể lại sự việc với con rồi đi đầu thú. Nghi phạm thừa nhận từ lâu đã nghi ngờ ông Hát và vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng. Hai người đàn ông đã nhiều lần mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắc cho biết, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, huyện Monarac, đã có báo cáo sơ bộ về sự việc một nữ sinh lớp 12 của trường tử vong trong nhà nghỉ. Trước đó, vào buổi trưa ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Tất hát sinh năm 1967, là chủ của nhà nghỉ FP, xã Ea Riêng, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắc, nhận được yêu cầu mở cửa phòng nghỉ từ một giáo viên cho rằng học sinh của mình đang gặp nạn. Sau khi mở cửa phòng, ông phát hiện ra anh TDP và em TNIN bất tỉnh trong phòng nghỉ, hiện trường có nhiều máu. Công an xã Ea Riêng nhận tin báo đã đến hiện trường ngay sau đó. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mờ Rắc. Tuy nhiên, nữ sinh nở đã tử vong, riêng P được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương vùng Tây Nguyên cấp cứu. Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng xác định em nở tử vong do vết thương ở vùng bụng và ngực. Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sáng ngày 23 tháng 2 xác nhận, các bác sĩ đã hoàn tất ca phẫu thuật đối với nam bệnh nhân TDP, 29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, người có liên quan đến vụ việc tại nhà nghỉ huyện Mờ Đắc. Bệnh nhân P được xác định có vết thương sâu ở vùng bụng và ngực. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi chăm sóc. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Riêng Phạm Vĩnh Hồng cho hay, hai người trên có quan hệ tình cảm. Chị N đang là học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Mờ Rắc. Nguồn thông tin trên cũng cho biết, cơ quan công an xác định vào ngày 21 tháng 2, anh P đón xe khách từ Nghệ An vào huyện Mờ Rắc, Đắk Lắc, rồi thuê phòng tại nhà nghỉ SP sáng ngày 22 tháng 2. N đến nhà nghỉ trên và lên phòng số 1 để gặp anh P. Liên quan đến vụ việc trên, người đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Theo đó, trong khi hẹn nhau tại nhà nghỉ, mâu thuẫn đã nảy sinh giữa hai người khiến nữ sinh bị đâm chết và nam thanh niên tự đâm mình đã phải nhập viện cấp cứu. Nguồn trên cũng cho biết, anh P và nữ sinh tên N.I.N. vốn quen biết và nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do N đang trong năm học lớp 12 và sắp phải thi cuối kỳ, cô đã quyết định chấm dứt mối quan hệ để tập trung vào việc học. Vào sáng ngày 22 tháng 2, N đã nhắn tin cho một bạn cùng lớp tiết lộ cô không đi học vì đang ở tại một nhà nghỉ và dặn bạn đừng để mẹ biết chuyện này. Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phát hiện, bạn của nữ sinh có nhận một bức ảnh chụp khung khí trên giường trong phòng nghỉ. Theo thông tin từ lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đập phá hơn 40 ngôi mộ tại nghĩa trang trên địa bàn. Trước đó, ngày 19 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ nhận được thông báo hơn 10 ngôi mộ tại nghĩa trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền, công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Theo thống kê, có khoảng hơn 40 ngôi mộ tại nghĩa trang bị đập phá bát hương, lọ hoa. Thông tin này cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều lên án hành động phá hoại những ngôi mộ, mong công an sớm tìm ra thủ phạm. Một trong những hộ dân có phần mộ bị kẻ xấu phá hoại, ông Đỗ Văn Chí, 63 tuổi ở phường Tây Mỗ cho biết, nghĩa trang có từ lâu đời, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều người đã khuất nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị kẻ xấu phá hoại. Theo ông Chí, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông thường xuyên đến đây kiểm tra để tránh tình trạng ngôi mộ bị kẻ xấu phá hoại lần hai. Ông Trần Đình Đỏ ở phường Tây Mỗ cho biết, sáng ngày 22 tháng 2, ông ra nghĩa trang kiểm tra thì phát hiện phần mộ của người thân bị đập phá bát hương, lọ hoa Ông Đỏ cho hay, gia đình ông không có thù hằn với ai nên cũng không nghi ngờ đối tượng nào phá hoại các ngôi mộ tại Nghĩa Trang. Vẫn theo thông tin từ công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, đối tượng bị bắt giữ sinh năm 2008 là nghi phạm trong vụ đập phá hơn 40 ngôi mộ tại Nghĩa Trang phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Theo thông tin từ nhà chức trách, đối tượng có biểu hiện tâm thần. Thông tin từ công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã có thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện lập biên bản đối với một trường hợp là cán bộ công chức đảng viên đang công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện lái xe Trần Quang Khải sinh năm 1977, có địa chỉ tại 54-51 Nguyễn Tử Lục, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A47818, có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường, mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mm trên 1 lít khí thở, 0,112mg trên lít. Bên cạnh đó, tài xế này điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe ngay sau đó công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên điều đáng nói khi bị lập biên bản ông khải lại khai nghề nghiệp tự do tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố đà lạt đã xác định ông khải là cán bộ đảng viên hiện đang giữ chức vụ phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng theo đại tá trần vĩnh phú trưởng công an thành phố đà lạt Căn cứ các lỗi vi phạm, Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo và kính đề nghị đồng chí Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân tập thể có liên quan theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để báo cáo các cấp. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường điện biên phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức H, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế, là nguyên giám đốc công ty cổ phần phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 22 tháng 2 tại đoạn đường trước khu vực khách sạn Điện Biên, thành phố Huế. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ. Thì phát hiện ông H điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam Giao, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông Hát đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra người đàn ông này không chịu chấp hành, có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói thích chết, bắn tao đi và chây ý nằm giữa đường. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết, ông Hát từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông Hát thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung được lấy ý kiến đó là việc phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam qua nghiên cứu phân tích đánh giá, Bộ Công an thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bộ Công an lý giải việc phân hạng giấy phép lái xe để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại công ước viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi gia nhập công ước. Việc phân hạng giấy phép lái xe cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của Công ước viên năm 1968. Khi đó, người Việt Nam sẽ không mất chi phí đổi học để được cấp giấy phép lái xe, có phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế, do có sự đồng bộ về phân hàng phương tiện và giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu thiết kế việc phân hàng giấy phép lái xe bao gồm các nội dung sau – Bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dụng. Đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại động cơ và số chỗ ngồi, để tránh tác động xã hội tại điều khoản chuyển tiếp, Bộ Công an cho biết sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại, chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Thêm vào đó, Bộ Công an cho biết, việc thay đổi trên đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của luật giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời không trái với quy định của Công ước viên năm 1968 không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển phương tiện xuất hiện nhiều loại phương tiện mới. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Trong vụ vợ chồng ông Trùm đường dây mua bán hóa đơn trái phép vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 35 tỷ đồng. Khi bắt giữ khẩn cấp ông Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ ở Hải Phòng gồm số 24 trên 18D Lê Hồng Phong Phường Đàng Lâm, Quận Hải An và xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản. Ông Ca và bà Lộc khai số đồ vật, tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ, tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Theo cáo buộc, từ năm 2005, bị can Trương Xuân Đức đã thuê dịch vụ thành lập công ty Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Sau đó, bị can nước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh mở rộng mạng lưới, thành lập 26 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, tại địa bàn Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh, vợ chồng nước Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41,2 tỷ đồng. Cuối năm 2022, khi có nguy cơ bị điều tra, Trương Xuân Đức bỏ trốn và dặn dò vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó, vợ chồng Đức, Ngọc Anh đã đưa 4 lần tổng số tiền 35 tỷ đồng cho cựu giám đốc công an Khai về việc này, cơ quan điều tra, ông Đỗ Hữu Ca thừa nhận bị can Ngọc Anh có đến gặp ông tại nhà riêng ở Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nói bị điều tra về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhờ ông Ca cứu giúp. Dù vậy, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đức mà khai rằng số tiền này là do Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đức. Đối với người đàn ông tên Giang, ông Đỗ Hữu Ca khai có quen biết với một người tên Giang công tác tại công an thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh nhưng người này cũng đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhờ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước tết nguyên đán năm 2023 khoảng một tháng. Ông Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng, nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đức. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Ca chạy tội, Đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông Ca để hỏi han tình hình, nhưng tất cả các lần, ông Đỗ Hữu Ca đều trả lời đang lo việc, cứ bình tĩnh yên tâm. Người con trai của Đức khai trong các lần đến gặp ông Ca, có lần người này mang theo bản chụp tờ công văn của cơ quan an ninh điều tra, thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đức để ông Ca xem, lo cho Đức. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi Đức bị bắt, bị can Ngọc Anh đã tìm đến nhà ông Ca rồi xin lại 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không trả lại tiền và đuổi Ngọc Anh về.